Đây là thành quả sau khi mình nấu bánh xong. Thì bánh này mình nấu là 3 tiếng nha. Tại mình có trừ hao ra cái thời gian cỡ chừng 10 phút mình cho nó xả hơi, mình châm thêm nước đó. Thì cỡ chừng 1 tiếng rưỡi đó là mình châm thêm nước. Đây các bạn, mình chuẩn bị mở cái này. Và cái bánh bánh tro này thì mình nấu trong cái nồi slow cook, thì mình để hai á, mình để 3 tiếng rưỡi đó. Đó, mỗi bên là mình được 12 cái. Bây giờ mình sẽ cắt ra. Cắt như thế nào? Đây thì nó có màu chính xác rồi, cái màu thì đã chính xác. Mới nấu xong mình để ráo 3 tiếng đó. 3 tiếng đây các bạn. Dẻ. Trời ơi, ngon quá. Hộp đậu nó mềm hết luôn á. Đồ ăn quá nhiều. Trời, lần đầu tiên ăn cái bánh này luôn. Hạt sen đậu nè, cục mỡ của mình nè. Nó chảy ra hết luôn nè. Cục mỡ nè, chảy ra hết luôn. Rất là ngon. Ngon cực. Bây giờ mình sẽ mở tiếp cái bánh bánh tro. Mình cứ sợ bánh tro này là không được nha. Làm một tay cho nên đau khổ quá. Tro này thì chị mới lấy ra đây thôi. Bánh tro này là thì là giống như chưa tới vậy trời. Bánh cho nấu chưa tới. Bánh rất trạng ngon lắm. Thôi chào các bạn nha. Coi bánh tro này nè. Nó cũng có mùi đó mà. Giống như là chưa chưa tới. Bye bye các bạn. Cảm ơn đã theo dõi.